cho miếng thịt ba gọi cả nhà. Đó, hai miếng luôn. Đâu xúc tép vô, xúc tép vô. Mình gãy lên đây cả nhà. Tép luộc mình bỏ đầu hết trơn nè, ăn nhìn nó rất ngon cả nhà. Tép mình để đầu á, ăn nó đâm cái miệng đau lắm. Nó có cái mũi tàu trước á, rất là bén. Mình cuốn lại ha. Biết ăn thịt đi con. Bánh tráng. Con ít ăn bánh tráng thì con mặn lắm á. Ăn thịt vô, tép vô. Này chấm nước mắm cả nhà. Mình xin chào cả nhà ha. Bữa nay mình đi ra vô mình đổ mấy cái giấn cả nhà. Thì ở đây mình có đặt 4 cái giấn. Ở đây hai cái này cả nhà. Với tuốt ở trên cái đậu trên là hai cái nữa là 4 cái. Thì mình đổ kiếm mớ tép vô ăn cả nhà. Đây có cái mương cũng sâu lắm đó cả nhà. Ui. Rồi, mình qua tới cái đầu tiên rồi cả nhà. Để cái hảo trong này đi, để nó trôi dữ lắm, gió quá gì đó. Lùng mớ với con rắn con súc cả nhà. Đừng rắn con súc mà nó chết rồi cả nhà. Với con có bóng cát nè. Gió quá trời gió luôn á cả nhà. Cái này cũng được mớ nữa. Có cấp hỏm á, tép nhiều lắm cả nhà. Đậu bữa mấy cái ký luôn. Bữa nay hết rồi. Lên bờ mình đi lên đầu trên đổ hai cái nữa cả nhà. Sâu quá. Hay cạn.
này cả nhà, để gió nó có trôi đó, bỏ cho nằm đó luôn ha. Cái này cũng như hai cái nãy cả nhà. Bốn cái có cái này là ít nhất. Bữa nay mình có đi cây vuông á cả nhà, mình dỡ mấy cái vớn được chừng 2 chén tép, thì mình lặt còn khoảng chừng chén hoặc là hơn chén chút rồi cả nhà. Mình lặt bỏ đầu hết để cái đầu nó có cái mỏ nó đâm đau lắm cả nhà. Ở đây mình cũng có mua thêm cục thịt ba gọi. Bữa nay mình làm món duy nhất rồi cả nhà, thịt ba gọi luộc, tép mình cũng luộc luôn để mình gói với bánh chén gạo sống cả nhà. Ở đây mình cũng có mấy miếng gừng nè, mình luộc thịt á, cái mình bỏ gừng vô để cho nó bớt hôi ha. Thì mình luộc thịt với tép xong rồi mình đi cắt mớ rau diếp cá để mình gói bánh tráng ăn cả nhà. Mình chụm lửa để luộc thịt cả nhà. Bữa nay cũng làm món đơn giản rồi cả nhà. Thịt tép luộc ăn với rau sống gói bánh tráng ha. Bữa nay trời cũng gió quá cả nhà. Hôm ngày chiều là cỡ 2 giờ chiều là gió dữ lắm. Rồi giờ vô cho tôm ăn á là bơi không, bơi xuồng không nổi luôn á. Bắt cái chảo lên mình bắt nước ra cả nha. Mình đậy nắp lại chờ nước sôi cái bỏ thịt vô cả nhà. Nước sôi rồi cả nhà. Giờ mình bỏ
giống nha. Cho miếng thịt vô luôn á cả nhà. Thịt chín này mình mới vớt thịt ra, mình bỏ tép vô luộc sao ha, tại vì tép nó rất là mau chín á cả nhà. Mình cũng cho vô mấy hột muối. Mình để tép lại cả nhà. Chờ thịt chín cái mình vớt thịt ra. Cũng chín rồi cả nhà. Mình vớt thịt ra cái mình bỏ tép vô mình luộc ha. Nhìn cái miếng thịt nó ngon quá cả nhà. Bây giờ mình bỏ tép vô. Tép này thì mình luộc lẹ lắm cả nhà. Luộc cho nó sôi sôi lên chút xíu là chín này, tại vì tép nó nhỏ nó mau chín lắm, nó không phải như tôm ha. Như vậy là muốn chín nè cả nhà, mình cho nó sôi chút xíu đi rồi mình vớt tép ra ha. Chính rồi cả nhà. Bây giờ mình sẽ vớt tép ra. Vớt ra anh bỏ vô vậy. Tép cái dĩa luôn cả nhà. Thì cái mình sắt thịt ba gọi mình để vòng 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 dĩa cho đẹp ha. Có mấy miếng gừng dục bỏ hết rồi. Thịt với tép thì mình cũng mới vừa luộc chín cả nhà. Thì bà xã của mình cũng cắt mớ rau dưa giúp cá để ăn kèm ha. À, bà xã của mình cũng có mua thêm mớ cải nữa. Sáng em mua cải em rửa rồi các bạn. Giờ cắt thêm miếng rau giúp cá nè. Thơm quá. Rau rau quay giúp cá này ăn nó thơm lắm. Món ruột của em. Thì bà xã của mình cắt rau xong rồi rửa sạch sẽ ra cái xác thịt luôn rồi cả nhà. Thì bắt đầu mình ăn luôn ha. Đói bụng rồi đó anh. Đói bụng rồi. Rau giúp cá thì bà xã của mình cũng mới rửa xong rồi cả nhà. Thì ở đây bà xã của mình cũng có mua thêm mớ rau ăn sống nữa nè. Tía tô nữa nè. Tía tô với rau hống cây với cải nữa nè cả nhà. Có dưa leo nè. Chưa, có dưa leo nữa. Ngò gí nữa nè anh. Ngò gí ăn sống cũng thơm lắm. Ăn với cuốn với bún nữa cả nhà. Thì bây giờ bà xã của mình sẽ xắt thịt ra ha. Miếng thịt ngon ha. Thịt ngon quá. Bây giờ xắt thịt ra cái mình gọi cái bánh tráng ha. Để em để cho ngày thịt. Rồi. Hồi chiều con đi học á con thấy con rắn nhỏ ở dưới
đi trường á, ở sau hè á, con với bạn ấy với chục kịch chọi chọi chết nó luôn á. Thôi, mơ mốt đừng gặp rắn, đừng có đập nha con. Ừ. Nguy hiểm, lỡ rắn độc nó cắn mình á. Không, con rắn đó cái lưng của cái bụng của nó màu đỏ, con coi cái đó con muốn lọc á. Trời, mua miếng thịt này ngon quá. Mua miếng thịt này ngon quá chồng ơi. Nè, không, nó có kêu bằng ba chỉ luôn á. Ừ. Sợi sợi luôn, hấp dẫn quá. Vợ chồng mình xin mời cả nhà dùng bánh tráng gói thịt luộc cả nhà. Mời cả nhà dùng buổi chiều với vợ chồng mình nha. Vâng, bà cô chú ăn luôn. Bún gói bánh tráng con. Thì bữa nay mình đi đổ được ít tép á cả nhà. Thì mình lật đầu mình luộc với thịt ba gọi nè, gói bánh tráng ăn bữa cả nhà. Hôm ngày cũng lâu rồi không có gói bánh tráng ăn. Quý vô con nước cho ba hả con, xin vô con đây đổ con. Rồi, ba cảm ơn con nha. Đây, uống miếng nước kìa. Cũng nè. Rồi chưa, cũng nào, 1, 2, 3 vô nha. Rồi, cho quý cũng với ba nha. 1, 2, 3 vô. Cũng ly luôn, cũng lon luôn. 1, 2, 3 vô. Đây, mình gót nước mắm ra cả nhà. Nước mắm này làm sẵn nè. Không có khen. Ừ, anh đã bự quá. Đây, bóp ra luôn rồi nè. Miếng cái đen, miếng đi, mình chấm hao lắm. Chấm bánh tráng nó hao lắm. Ừ. Hết đi, mình gót nữa. Gói gì trời ơi. Bắt đầu mình làm gói bánh tráng rồi cả nhà. Quý ăn món nào mẹ gói cho? Thôi con ăn bánh tráng mặn. Ăn bánh tráng mặn với thịt hả? Ừ. Ăn thịt riêng à? Nè có cục thịt mẹ để cho con. Cái này mình xé làm hai trước đi để... Đây, để nó dễ dễ gói. Ừ. Gói nhỏ nhỏ vậy à? Nếu là lá tí tô. Nhiều rau quá, không biết ăn rau nào luôn á cả nhà. Ừ, cái miếng vậy đó. Nè, mình thích cái rau này nè, rau không cay phải không? Ừ, đúng rồi. Cái món thịt của em là rau diếp cá. Nè, em rối rau diếp cá nhẹ xíu. Có dưa leo nữa đó anh. Dạ, có hồi cái chán mặn hả con? Cái bún à. Rồi vô tiếng này còn biết. Miếng thịt tôi gọi vô. Miếng vô nhà. Gì con? Ăn gì bóc ăn đi con. Mình đói bụng quá, mình xin phép ăn trước cả nhà. Xin mời cả nhà nha. Chín miếng nhỏ nhỏ thôi. Một tép thì mình phải xúc. Nói ra mỗi người hết kìa. Ừ, uống hết đi con rồi đi. Lâu lâu được. Quý không? Ăn tép với con. Lâu lâu được uống nước ngọt bữa cả nhà. Con trai mình nó không có cho nó uống nước ngọt có ga. Ngon quá em ơi. Đói ha. Ừ. Ăn trước đi. Chai làm đậu quá ta, xin miếng chảy nữa coi, đắp lên trên, bóp hai sợi sẹo miếng chảy. Wow, làm một cuốn cả nhà. Không biết giờ cũng ăn thịt nữa cả nhà. Đứt không con? Nhai đứt không con? Dạ con cũng đứt hả?
Không ra để mẹ ăn cả ha. Mình mới làm gói đầu tiên rồi cả nhà, quá ngon luôn rồi. Ba. Vừa đói bụng mà ba. Cũng lâu mình không ăn nữa vậy con. Mỗi lần qua mình gói ra vô cả nhà. Bánh. À, tía tô nè. Rồi tía tô ăn lên thuốc lắm á chồng. Tía tô ăn nó lên thuốc có lắm. Hồi cấp hổm mình ăn không quen á. Mình mới ăn không quen cũng khó ăn, giờ mình ăn quen rồi cả nhà, ăn ngon lắm. Giờ mà rau thịt luộc hay cá chiên á, không có rau, mấy rau này ăn không ngon lành vậy. Giúp cá nè. Cho miếng hồi ghi luộc đủ rau luôn. Thôi ba. Dạ con. Nãy rồi qua bánh tráng mặn á, sao con ăn vô nó mặn, nó chua chua vậy? Tại vì bánh tráng mặn là nó phải mặn đó con. Sao chua? Nó có hậu chua. Tại vì nó có cái hậu chua là cái hậu gạo đó. Bánh tráng người ta làm từ gạo, người ta ngâm lên men á con. Rồi miếng bún vô luôn. Ồ, rớt ra rồi. Bẻ lại. Cho miếng thịt ba gọi cả nhà. Đó, hai miếng luôn. Đâu, xúc tép vô, xúc tép vô. Tép mình gãy lên đây cả nhà. Tép luộc mình bỏ đầu hết trơn nè, ăn nhìn nó rất ngon cả nhà. Tép mình để đầu á, ăn nó đâm cái miệng đau lắm. Nó có cái mũi tàu trước á, rất là bén. Mình cuốn lại ha. Biết ăn thịt đi con. Bánh tráng. Con ít ăn bánh tráng nữa con, mặn lắm á. Ăn thịt vô, tép vô. Này chấm nước mắm cả nhà. Ăn ngon quá. Mấy cái mới rớt cái trắng. Ăn ngon. Ngon quá nè. Thôi ha. Món này ngon nhờ rau sống à. Rau tươi ngọt. Nhờ đủ lô rau hết. Con có đi chơi không? Đi chơi đi. Chơi đi vòng vòng chơi con. Nhất nào nó ngồi yên chỗ rồi. Quý à, bắt nó ngồi yên chỗ ít khi nào nó chịu đó. Ngon quá nè. Ngon quá. Vừa ngon mà vừa ngon thôi. Mở đó không? Mình tép cái ngọt tươi nha. Ba gọi nè. Bữa nay vợ chồng của mình ăn cái món thịt luộc với tép á cả nhà. Gói với rau bánh tráng rau sống nè, ăn ngon quá. Hôm nay cũng lâu rồi không có ăn lại, bữa nay ăn lại rất là ngon. Thì video của vợ chồng mình cũng khá là dài cả nhà.
vợ chồng mình xin hẹn gặp lại cả nhà quý gia tiếp theo nha. Xin chào, hẹn gặp lại nha.